I was really impressed with just how modern it is. I like the idea of it being an actual city, how it has a lot of green spaces. I like the facilities. I like how it has a lot of activities for people to do, kayaking, gyms built in, yachts. Yeah, and if it all comes together, it will be beautiful to see and, you know, to raise a family. Thứ nhất là mình cũng biết là về sau này thì cái hướng mà phát triển người ta sẽ hướng về khu vực quận 9 và khu vực mà thành phố phía đông. Thì nãy bạn mình đây là hôm theo của mình cũng dẫn ra đây tại vì anh là người nước ngoài cho nhiều khi anh không để ý. Nhưng mà mình dẫn ra mình kêu là con kìa bên này là có FPT, có trường đại học Fulbright, có là Intel, có Samsung v.v. cho nên là người ta sẽ quay về đây trong vòng 5 tới 10 năm nữa. Thật ra bây giờ thì đất thì có hạn mà người thì dân số càng tăng thì cái chuyện nó lên giá là cái chuyện hiển nhiên. Tại vì nếu mà bây giờ mua một cái căn nhà phố trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình nghĩ cái nhà ở nhà phố mình mua thì chỉ là cái nhà thôi, mình đâu có mua được cái chung quanh, mình đâu có mua được cái môi trường, cái không gian, cái bao nhiêu cái này. Và thực sự thì mình cũng muốn có con, thì lúc mà mình đến đây mình thấy là rất là được, nhưng mà ở đây thì mình có thể mình cảm thấy là thứ nhất là an toàn, thứ hai là cái khu vực sống xanh, thì mình thấy là nó rất là cho tương lai, thì mình nghĩ là chỉ có thể đến đây thôi.